Pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Thế Âm tổ chức cúng dường trai tăng nhân lễ 49 ngày của Đại lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không. Đại đức Thích Giác Nhàn chia sẻ về sự trù bị trước lúc lâm chung. Thời gian ngày 11 tây tháng 9 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần. Phật, chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ an tọa. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thượng tọa, chư đệ đức tăng ni an tọa. Chúng con xin trân trọng kính mời quý Phật tử đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hà Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đời người trăm năm như giấc mộng Nam Kha, công danh như bọt nước nổi chìm. Cuộc đời mỗi con người, bất kể người đó là ai, đều qua các giai đoạn sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu và qua đời. Có sinh là có diệt, có sinh ra là có chết đi. Định lý vô thường mới thấy rõ, sinh tử như hoa đốm giữa hư không. Nhân dịp chung thất của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thượng Tịnh Hà Không, hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Dần, với tinh thần tri ân và báo ân, toàn thể gia đình quý Phật tử Chu Thị Lợi, pháp danh Đồng Nguyệt, gia đình Phật tử Giáng Hương, gia đình Phật tử Diệu Tính, gia đình Phật tử cô Trần Thị Toàn, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hải, gia đình Phật tử Đinh Thị Thu Hằng, gia đình Phật tử Đinh Thị Thu Hiền, cùng gia đình Phật tử Phạm Thị Bình, gia đình Phật tử Võ Thị Hành, cùng gia đình Phật tử Lê Phương Linh Kiều, cùng gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai, gia đình Phật tử Nhuận Tráng, cùng gia đình Phật tử Khánh Thị, cùng đoàn Sư Cô Huệ Tâm, cùng nhóm Phật tử Nguyễn Thị Tỏa, và cùng toàn thể quý Phật tử tề tụ về chùa Quan Thế Âm dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của Ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, thiết lễ cúng dường trai tăng để nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền cũng như đã quá cố, hồi hướng cho toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc được phước huệ tăng long, siêu sanh lạc quốc. Trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh,
dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của chư Tôn Đức, giờ đây có Phật tử Chu Thị Lợi, pháp danh Đồng Nguyệt, xin đại diện cho toàn thể gia đình cùng kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường, ngưỡng mong trên chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn tôn kính. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Dần. Đệ tử chúng con Chu Thị Lợi, pháp danh Đồng Nguyệt, đại diện niệm Phật đường Đức Tín, cùng các gia đình cô Trần Thị Toàn, gia đình cô Nguyễn Thị Hải, gia đình cô Đinh Thị Thu Hằng, cô Đinh Thị Thu Hiền, gia đình cô Phạm Thị Bình, gia đình cô Võ Thị Hạnh, gia đình cô Nguyễn Thị Mai, gia đình cô Lê Phương Linh Kiều và một số quý Phật tử được sự cho phép và chứng minh của ân sư vân tập về chùa Quán Thế Âm thành tâm thiết lễ trai tăng. Và giờ đây, trước Tam Bảo trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, hòa cùng với màu huỳnh y rực rỡ của chư Tôn Đức, trong không khí trang nghiêm ấm áp tình đạo vị, chúng con xin cúi đầu phụ phục với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên dự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý liên hữu, thời gian thấm thoát mới đây mà đã 7 tuần trôi qua. Mọi người ơi, mọi người có nhớ thầy không? Hôm nay là tuần Trung Thất 49 ngày của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, người thầy khả kính của tất cả chúng sanh. Nhìn lại cả cuộc đời ngài hơn 60 năm hoằng pháp, vì lòng đại bi thương xót chúng sanh khổ nạn, dù tuổi cao sức yếu nhưng ngài vẫn miệt mài giảng kinh thuyết pháp không hề ngơi nghỉ. Sau khi ngài viên tịch vào ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch, để tưởng niệm đến một người thầy đức độ, một bậc đạo sư vĩ đại, ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn đã chỉ dạy đại chúng tại chùa Quán Thế Âm mỗi ngày sau thời khóa công phu đều hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng, đặc biệt tu suốt đêm mỗi thứ bảy hàng tuần, đem công đức hồi hướng cho Hòa Thượng, đem công đức để báo đáp phần nào công ơn vĩ đại của ngài. Đêm qua chúng con cũng một đêm để tri ân Hòa Thượng. Kính thưa quý liên hữu, Đại Lão Hòa Thượng được rất nhiều bậc tôn túc tán thán, là một vị cao tăng đương đại, là một vị đạo sư đáng kính trong lòng của mọi người. Ngài là hóa thân của từ bi và trí tuệ. Cả cuộc đời ngài luôn đề xướng học vi nhân sư, hành vi thế phạm, và làm tấm gương sáng cho chúng sanh noi theo. Đại Lão Hòa Thượng hằng ngày khi đối người tiếp vật luôn thân hành ngôn giáo, tự tại tùy duyên mà phổ độ chúng sanh. Ôi, do lòng từ bi vô hạn, ngài bôn ba khắp nơi, không quản gì gian nan khổ cực. Ngài giảng kinh dạy học mỗi ngày không gián đoạn. Ngài lúc nào cũng khuyên chúng sanh nên buông xả vạn duyên, chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhiều năm về trước, Đại Lão Hòa Thượng nói, ngài đã nắm chắc phần vãng sanh cực lạc như trong một buổi giảng kinh Vô Lượng Thọ vào năm 1998. Ngài có nói rằng, trong đời này tôi có một chút thành tựu như vậy. Các vị đồng học muốn hỏi tôi có thể nói với các vị là tôi đã nắm chắc phần vãng sanh. Nếu không nắm chắc, vậy thì 55 năm này của tôi đều uổng công rồi. Bởi vì sao nắm chắc vậy? 50 năm qua, tôi không nghỉ ngơi, ngày ngày đều làm, ngày ngày sửa lỗi, ngày ngày đổi mới. Sửa đổi lỗi lầm là một việc thật sự không dễ dàng, nhưng nhất định phải chăm chỉ, nhất định phải cảm ơn hết thảy chúng sanh, hết thảy hoàn cảnh, vì nó đã giúp đỡ cho ta. Đối với thiện duyên thuận cảnh, ta tùy thuận mà học, không khởi tham luyến. Không tham luyến thì xong rồi, liền đọa lạc ngay. Đối với nghịch cảnh, ác duyên, nhân sự không tốt, hoàn cảnh cũng không tốt, thì không khởi sân hận,
tuyệt đối không oán trời, không trách người. Biết đó là gì? Tự mình đã tạo ra nhân ác. Nhân bất thiện, chiêu cảm quả báo như vậy thì có chấp nhận hay không? Phải chấp nhận. Hiện tại bạn không nhận thì tương lai vẫn phải nhận. Nếu tương lai phải thọ nhận, chi bằng bây giờ thọ nhận luôn, hoan hoan hỉ hỉ mà tiếp nhận. Nghiệp chướng liền tiêu trừ, nghiệp chướng vừa tiêu trừ thì trí huệ liền tăng trưởng, phước đức liền hiện tiền. Ôi, những lời dạy bảo vàng ngọc của Đại Lão Hòa Thượng thật đơn giản mà hữu hiệu biết bao. Chúng con vô cùng tri ân Ngài đã khai thị cho chúng con. Chúng con sẽ cố gắng mỗi ngày học theo Ngài, sửa đổi lỗi lầm, chí thành sám hối. Lão thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Giờ đây, Đại Lão Hòa Thượng, Ngài đã về quê xưa chốn cũ. Hôm nay trong giây phút thiêng liêng này, chúng con có mặt nơi đây, quỳ trước đài sen mà lòng chúng con bùi ngùi xúc động khi nhớ đến thân âm như trời biển của Ngài. Vì thế, chúng con nhân ngày lễ trung thất trai tuần của Ngài, với tâm chí thành, với lòng chí kính, thành tâm thiết lễ trai duyên, tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chữ tôn thiền đức. Chúng con nguyện đem công đức này với tâm chí thành thỉnh cầu Đại Lão Hòa Thượng nhanh chóng trở lại Ta Bà, phổ độ chúng sanh cùng sanh cực lạc, cùng thành Phật đạo. Chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh thoát tử, vãng sanh tịnh độ, cùng hiện tiền con cháu và tất cả chúng sanh đều được ân tiêm công đức mà nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Ngưỡng mong quý Ngài, thủy tử ai mẫn, chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được đượm nhuần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử Chu Thị Lợi, pháp danh Đồng Nguyệt. Giờ phút này, để cho đạo tràng được viên mãn, pháp sự được trao viên, chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ hôm nay được thập toàn viên mãn. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ xướng lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật tùy thử gia hộ cho quý Ngài luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Chúng con xin kính chúc toàn thể quý đạo hữu bạn sen tu hành tinh tấn hết một đời này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng con cũng xin trân trọng kính mời cô Giáng Hương và cô Diệu Tính có một vòng hoa tư thắm để cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời cô. Và chúng con cũng xin trân trọng kính mời cô Lợi và cô Hằng cũng có vòng hoa tư thắm cúng dường sư phụ A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời. Và chúng con xin trân trọng kính mời cô Hải và cô Hằng cũng có vòng hoa cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng con cũng xin trân trọng kính mời cô Hành và cô Sâm cũng có vòng hoa tư thắm cúng dường trong buổi ngày hôm nay.
Và chúng con cũng xin trân trọng kính mời cô Cúc và cô Phượng cũng có vòng hoa tươi thắm cúng dường sư phụ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay để tỉnh hỷ và tăng công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, pháp của Phật khai nguồn tệ giác, ánh hào quang rạng tỏa Bồ Đề, ân điển thầy truyền pháp Như Lai, cứu nhân loại thoát vòng tham ái. Giờ phút này, để buổi lễ trai tăng hôm nay được thập toàn viên mãn, pháp sự được châu viên, giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu và khải thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn Đại Từ Đại Bi khai mở từ tâm, ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học và giải thoát. Dạ, chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý liên hữu hiện diện tại pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày rằm tháng 8 năm Nhâm Dần, tức là ngày lễ trung thất trai tuần của cố đại lão hòa thượng ân sư Thượng Tịnh Hạ Khâm. Đêm hôm qua quý vị đã niệm Phật một đêm, và sáng hôm nay nghe lại cái đĩa cuộc đời hạnh nguyện của hòa thượng, và giờ đây đã đến lúc cúng dường trai tăng cho chư tôn đức tăng ni. Quý vị vừa đã tắt bạch xong, và giờ đây Giác Nhàn có vài lời để chia sẻ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nhân cái ngày lễ trung thất trai tuần của hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, quý vị về niệm Phật một đêm qua và hôm nay phát tâm cúng dường trai tăng, đây là một cái duyên rất là thù thắng. Thưa quý vị, cái việc mà cúng dường trai tăng là một cái việc gieo trồng ruộng phước rất là thù thắng. Mình đem cái đồng tiền mồ hôi nước mắt bằng cái tâm thiện hạnh, thiện nguyện, thiện niệm của mình để kiếm ra được cái đồng tiền bằng cái việc chân chánh. Hôm nay sắm sửa thức ăn chay duyên để cúng dường cho chư tôn đức tăng ni và cúng dường cho toàn thể pháp hội trong ngày hôm nay. Cái đồng tiền này thực sự rất là ý nghĩa. Chúng tôi thường nói đem cái đồng tiền hữu lậu. Hữu lậu tức là có đó rồi mất đó rồi hết đó, chuyển sang cái phước đức công đức vô lậu. Chỗ này thâm sâu. Đòi hỏi chư tăng ni phải là bậc chân tu thật học, thọ lãnh cái của này, rồi đem cái công phu tu tập của mình để hồi hướng cho đàn na tín thí quý Phật tử. Thì giữa người nhận và người cúng nó có cái sự tương thông và bình đẳng, và có sự lợi ích rất thù thắng. Nếu một đằng quý Phật tử đem cái đồng tiền bằng mình tạo những cái nghề sắc sanh, làm ăn lương lẹo dối trá, cho vay nóng, làm những cái chuyện nghề nghiệp xấu ác mà đem đi cúng dường, thì cái phước không bao nhiêu. Cái nhân để tìm ra được cái quả, cái nhân là cái nghề làm việc xấu ác, rồi sanh ra được đồng tiền là cái quả để đem cúng dường, mà cúng cũng không bao nhiêu. Dẫu cho cúng hết đi nữa thì cái phước nó không cự lại nổi cái nghiệp. Đó là cái nghiệp xấu ác. Mình hiểu cái đạo lý cúng dường chỗ này.
Rồi chư tăng thì tu không giữ được cái giới luật nghiêm minh, không đủ cái công đức mà mình thọ lãnh thì mình bị mắc cái nợ. Vì tất cả trong cuộc sống đều có cái mối quan hệ nhân quả rất chặt chẽ. Có thể là mình che giấu được cái pháp luật hoặc mắt phàm, nhưng mà cái nhân quả và cái mắt của thánh hiền thì mình không có dối vào đâu được hết. Lỡ trong này hoặc giả lỡ có những người mà họ không chân thật tu hành thì ngay bây giờ mình sửa đổi vẫn còn kịp. Lỡ Phật tử tìm ra được cái đồng tiền nó không chân chánh, ngay bây giờ mình nghe được cái đạo lý này, bắt đầu mình tìm lại đồng tiền chân chánh. Và một số quý Phật tử hôm nay chúng tôi vẫn biết là họ ngồi gặp pháp hội đó. Một số Phật tử đang nghe trực tiếp họ rất nghèo, mà hôm nay họ đem cái tấm lòng thanh tịnh, chân thật, chí cung, chí kính, chí chân, chí thành, họ niệm câu Phật hiệu, họ cúng dường cho lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, được không? Được. Không những cúng dường cho Hòa Thượng Tịnh Không mà cúng dường cho mười phương chư Phật, và cúng dường cho pháp hội niệm Phật A Di Đà. Cho nên cái pháp cúng dường nó có những cái vật hữu hình, là tiền, là vật phẩm, là thức ăn, là cúng dường bằng vật hữu hình. Còn thêm một loại cúng dường, đó là cúng dường công đức vô hình, đó là công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức mình vừa trì trai giữ giới. Nghe cái chỗ này nó hơi sâu một chút, hơi lạ một chút, thì trước giờ chưa nói nè. Khi mình hiểu ra được cái đạo lý cúng dường này rồi á, là mình rất an vui. Tuy rằng mình không có tiền, trong túi mình không có tiền, trong mạng mình không có tiền, cho nên mình kiếm tiền kiểu gì cũng không có, mà có đầu này nó ra đầu kia. Thì bây giờ mình mới đem cái công đức tu hành, đem cái trì trai giữ giới, đem cái tâm thanh tịnh nhẫn nhục của mình tu hành, đem đến cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, cúng dường chư tôn đức tăng ni. Đây là như pháp như lý cúng dường. Công đức này lớn lắm. Đây là loại công đức của chư tăng phải làm cho được để thọ lãnh công đức cúng dường hữu hình, hữu vật. Mọi người phải nhìn vào tự tâm của mình đã làm tròn được công đức này chưa? Tam vô lậu học giới định tuệ có hành được chút nào chưa? Tâm chân thật cung kính không giả dối có làm được chút nào chưa? Nếu không làm được mà thọ lãnh cúng dường thì tâm lực của mình phải mắc nợ. Rõ ràng. Vì sao như vậy? Vì họ không học lời thánh hiền, họ không tin nhân quả, cho nên thành ra việc này rắc rối với bạn đấy, rắc rối lắm á. Rắc rối trong hiện tại là người này cứ chật vật, gặp chướng ngại hoài. Vì cái tâm giả dối, nó chiêu cảm cái cảnh giả dối và chiêu cảm cái chướng ngại hoài. Và không trắc trở thì chướng ngại, mà không chướng ngại thì cũng phải chết yểu. Khi chết rồi chưa hết, phải đọa tam ác đạo. Chỗ này là cái chỗ mà lão ân sư Thượng Tịnh Hạ Không hay nhé. Bạn tu phải chân thật tu, bạn hành phải chân thật hành, không thể giả dối được. Đó là hôm nay chúng tôi nói như pháp, như lý, như sự để mà cúng dường. Quý Phật tử hôm nay về không có tiền để cúng dường đồng nào hết, phải không? Đêm hôm qua mình niệm Phật một đêm. Cái công đức này nó vô hình không thấy, nhưng mà có không? Có. Bỏ công ra là có quả, bỏ sức lực mình ra tu tập là nó phải có cái kết quả. Mà cái kết quả đó là cái công đức niệm Phật, chỉ Phật cùng Phật có thể thấy. Chứ hàng Bồ Tát, chứ A-la-hán, chứ thiên có thiên nhãn thấy công đức này. Nhưng mà mình có công đức này nhưng mà mình giữ không được. Cái người họ hành trì thì rất tinh tấn nhưng mà họ giữ không được. Họ ra ngoài họ gặp người nói họ cái bực lên, cái nổi sân lên cái rồi mất. Nhất sân chi hỏa, một đốm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái người niệm Phật thì dễ, nhưng mà giữ được cái công đức niệm Phật này rất khó. Coi lại đi, coi lại đi. Miệng mồm của mình không biết tiết giữ. Miệng niệm Phật đó, ra khỏi đạo tràng niệm Phật, ngưng niệm Phật rồi bắt đầu tâm tạp niệm, tâm tà niệm, tâm vọng niệm điên đảo, nó bắt cái miệng mình phải nói sằng nói bậy, làm cho người khác buồn phiền, bất an, kinh động. Cho nên mất hết cái phước.
Đáng lẽ người niệm Phật này phải tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử chứ. Rồi mình niệm Phật nó tiêu được những cái tội sanh tử nghiệp chướng, rồi mình chỉ người khác niệm Phật còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm chứ. Mà vì sao không được vậy? Vì do mình không làm đúng như lý như pháp. Miệng có niệm Phật đó mà tâm vẫn khởi tà niệm, sằng niệm, ác niệm, cho nên nó ra cái khẩu nghiệp quá xấu ác. Đáng lẽ người niệm Phật này càng ngày phải càng tướng hảo như họ Thượng Tịnh Không chứ. Cảnh giới họ phải thay đổi chứ. Sao càng ngày càng đi xuống? Vì công đức niệm Phật không cự lại nổi cái tâm ác niệm này. Coi lại đi, phải hành cho đúng như lý như pháp. Cho nên chúng tôi nói với quý vị, cái việc mà để mình chuẩn bị lúc lâm chung phải chuẩn bị cho nó đàng hoàng tử tế, cho nó tươm tất, để lúc lâm chung mình đi mình không bị hoảng hốt. Ngay cái ngày hôm nay là 49 ngày Hòa Thượng Tịnh Không ra đi, tự nhiên chúng tôi trong tâm nó có một ý niệm rất sâu thẳm, rất sâu dày, rất ấn tượng về cái chuyện ra đi của Ngài. Và trước sau gì mình cũng ra đi. Thấy người khác ra đi nằm trong hòm thì một ngày nào đó không xa, không xa mình cũng phải vô trong đó, mình cũng phải ra đi đó. Chưa biết ngày nào đó, quý vị biết ngày nào chưa? Chưa tướng tha tâm thông đạo nhãn, chưa có túc mạng thông, cho nên mình đâu biết ngày nào mình chết. Mà đã là không biết thì không biết là ngày mai hay ngày mốt nè. Chuẩn bị để ngày nào? Tổ sư Ấn Quang, Ngài nói là tôi chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cuối, ngày hôm nay là ngày 30 Tết, ngày hôm nay là ngày tháng chạp. Tháng chạp của 30 Tết là ngày cuối năm. Ngày cuối năm nghĩa là ngày cuối cuộc đời của tôi đó. Cái người mà chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tươm tất, chuẩn bị là chuẩn bị sao? Hãy chuẩn bị tích lũy công đức nè, công đức phóng sanh nè, công đức niệm Phật nè, công đức in kinh nè, công đức cúng dường tam bảo nè, công đức cung kính người khác nè, rồi những cái công đức mà hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết nè, họ ăn chay nè, họ làm 10 điều thiện, họ chuẩn bị công đức này rất đầy đủ, gọi là tam phước, thiện căn phước đức nhân duyên, họ chuẩn bị rất đầy đủ cho cái cuộc sống hiện tại. Chứ không phải là cái chuyện mà người mà chuẩn bị vãng sanh, chuẩn bị để mình ra đi mà không có lợi ích gì trong hiện tại đâu nha. Họ chuẩn bị cho tín hạnh nguyện niệm Phật, mà cái tín hạnh nguyện niệm Phật này tương tất đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không những là được vãng sanh khi mất, mà trong hiện tại này họ vẫn ngộ được tâm, ngộ được tánh, triệt ngộ tâm, triệt ngộ tánh, chứ không phải là không có lợi ích trong hiện tại đâu. Và trong hiện tại này họ sẽ hưởng được vô lượng quang thọ nữa đó. Vô lượng quang tức là trí tuệ sáng suốt, và vô lượng thọ là thọ mạng họ kéo dài, vô lượng công đức là tiền của họ xài không hết. Tin họ tin không nổi, cho nên đâu có niệm đâu, đâu có làm đâu. Nghe người khác cũng không tin. Mà cái điều này chúng tôi nói văn sao chứ không phải chúng tôi bịa đặt. Vì sao mình không tin vậy? Vì sao mình không tin? Lý do là thiện căn quá yếu kém, không tin nổi cái nhân quả niệm Phật, không tin nổi cái nhân quả là làm phước thiện là được cái phước thiện. Do lý do gì? Cha mẹ mình không học lời thánh hiền, sanh mình ra đến bây giờ mình cũng không đọc thánh hiền, và đọc cũng cởi ngựa xem hoa. Không đọc lời thánh hiền thì làm gì mà tin cái đạo lý gọi rằng là luân lý đạo đức nhân quả. Mà dẫu bây giờ người ta nói vẫn không tin thì căn lành mình gọi là xiển đề. Xiển đề là gì? Không tin nhân quả. Mà kẻ xiển đề này thường phải đọa nhanh nê lê. Nê lê là gì? Địa ngục A Tỳ. Nghe thấm không? Thấm hôm nay, ngay bây giờ thấm, nhưng mà chút nữa ra kêu quên mất. Bọn phàm phu mình là vậy đó. Bởi vì cái phàm tình của mình nó khởi mạnh quá, cho nên cái thánh trí nó không có thể chế ngự được. Thánh trí đó là gì? Dụng công niệm Phật, tinh tấn tu hành, tin sâu nhân quả, tin lời thánh hiền. Những điều này chất chứa trong thân tâm. Bình thường nó đã chất chứa trong thân tâm rồi, mà khi tham sân si nó khởi lên là khởi hoặc, nó đã tạo nghiệp sát trộm dâm dối thì nó không tạo nổi. Do mình đã dự phòng sẵn cái lời thánh hiền sâu thẳm bên trong và ngộ được cái lời thánh hiền. Cho nên thành ra chúng tôi nói quý vị phải đọc sách thánh hiền, không đọc là thua chắc luôn. Mình là phàm phu mà. Tổ sư Ấn Quang nói là mạnh tử là người thánh hiền, khi sanh ra phải gặp mẹ là thánh hiền. Chứ nếu mà mạnh tử là đời trước thánh hiền, mà sanh ra đời này có căn lành thiện căn là thánh hiền, mà không gặp hiền mẫu để hàm dưỡng thì coi như là thánh hiền trong đời trước thôi, chứ đời này vẫn là phàm phu tục tử. Phàm khắc chế được ý niệm thì trở thành thánh, thánh không khắc chế được ý niệm tà vậy liền trở thành phàm. Vì thánh này chưa đoạn trừ kiến tư, chưa chứng quả A La Hán. Bọn phàm phu mình là chưa vô sơ quả, chứ đừng có nói là tứ quả.
khi họ vô sơ quả rồi là người này nếu không đi xuất gia là họ là người đời á, thì cái chuyện tham ái tham dục rồi ngũ dục tài sắc danh thực thì là họ không màng đến, họ có vợ vì có con thôi. Mà khi mà ai mà đến để mà ép họ làm cái chuyện tà dâm, thà họ chết cho họ không làm, ghê chưa, người vô sơ quả. Và họ có tiếng thôi chứ không có lùi, 17 lần sanh lên trời và 7 lần sanh xuống nhân gian nữa là họ bắt đầu chứng A-la-hán. Mình được cảnh giới này chưa? Sơ quả chưa vô, vẫn là phàm phu. Thì bây giờ phải tin nhân quả chứ, phải tin cái pháp môn tu để nó chế ngự cái tâm phàm phu mình chứ, đúng không? Coi lại đi. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói cái gì, phải chuẩn bị tư lương hành trang, tính hạnh nguyện cho đủ, thiện căn phước đức nhân duyên cho đủ. Và người niệm Phật phải là ngã không và pháp không. Ngã không là gì? Ngã không là mình chấp vào cái tư tưởng, chấp vào cái xác thân này, mình chấp vào cái ý nghĩ này, mình chấp vào cái mừng giận buồn vui thương khét muốn, mình chấp vào cái tâm phàm phu tục tử này, chấp vào cái xác thân giả huyễn của tứ đại này, rồi bắt đầu mình làm tạo ra nghiệp xấu ác. Bây giờ mình phải làm sao niệm để nó buông lằng xuống. Chấp ngã là chấp vào cái thân tâm vọng hiển này. Chấp pháp là chấp vào nhà cửa của cải vật chất. Coi chừng thử coi mình có thoát được không. Coi chừng là chưa thoát được nó. Bây giờ đây mà lỡ mà mất tiền, hoặc mất chồng, hoặc mất nhà, hoặc là có chuyện gì mà xảy ra đến bản thân của gia đình mình, thì coi thử cái tâm nó loạn động đến cỡ nào. Chưa nói mất cái thân này đó, mất đến của cải vật chất, chồng con thôi. Cho nên Phật Ngài thường bố thí lắm. Ngài phải nghĩ đến cái chuyện bố thí để làm gì, để nó mất Ngài không tiếc. Còn mình không có nghĩ cái chuyện bố thí mà mình nghĩ cứ vô quét vào, thì lúc nó mất thì sao? Quá khổ đau, có người điên loạn chết. Do họ chấp vào nó quá sâu, chấp vào tiền, vào của, vào chồng, vào con. Họ có cái gì bất như ý họ là bắt đầu họ khổ đau. Mới bất như ý thôi ngang, chưa mất ngang. Mất rồi họ mới thấy cái sự khổ đau. Cho nên vừa sáng hôm nay nghe cái lá thư bà đó, hai vợ chồng có nhà cửa, bà vợ không biết tu gì hết, chấp vào của cải nhiều quá, nhà bị cháy, bà điên luôn. Cái người mà chấp vào của cải này nhiều quá, và chấp vào cái pháp sở hữu bên ngoài nhiều quá, và khi mất một cái là họ điên liền. Mà ông chồng thì đỡ, ông chồng còn tu cho nên ông chưa điên. Cho nên Tòa Án Quang mới gửi lá thư đến cho ông, nói nè nè nè, tôi nói cho ông nghe, của cải vật chất này vốn vô thường. May là ông biết tu, may là ông biết niệm Phật, may là ông biết gọi rằng là tin tưởng Phật Pháp, cho nên ông còn cái niềm tin, cái phước báu bảo bọc. Còn vợ ông không biết cái chuyện mà tin tưởng Phật Pháp, không biết tu hành, cứ chầm hâm vào vật chất của cải, bây giờ mất bị điên. Chấp vào con, vào chồng, vào của cải vật chất cho nên bây giờ điên, bà ngồi ngơ ngơ, không biết gì luôn. Bây giờ làm sao đây? Khó gỡ lắm, khó gỡ lắm. Những cái điều này là chúng tôi cảm ngộ đến văn sao, chúng tôi nói quý vị tin đi, tin dùng đi. Ha? Người niệm Phật phải là ngã không pháp không. Niệm đến cảnh giới, niệm đến cái lúc là mình phải thấy của cải vật chất nó là giả tạm, thì đòi hỏi người này phải có công phu. Công phu này phải khởi tác dụng, thì bắt đầu lúc nó mới nhìn thấy cái pháp là không, là của cải vật chất là không. Cho nên ông Tổ Ngài nói, bây giờ ông đã tuổi đến 50 rồi, ông giao hết việc nhà, của cải, vật chất, công việc làm ăn cho con cái. Ông giao hết đi, ông làm một người nhàn hạ nhất thế gian này. Chỉ biết giữ câu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thêm Quan Âm, mỗi tối trì thêm Đại Bi 25 hoặc 50 biến. Tôi bảo đảm ông là ông sẽ thấy cảnh giới an vui liền. Còn hàng ngày ông dính mắc vào công việc làm ăn nhiều quá, con cái ông vẫn đảm đương được, mà do ông không biết tu cho nên ông dính mắc vô nhiều quá. Tôi nói ông cái lúc lâm chung ông phải tiếc của cải vào vật chất này, ông đọa lạc. Ông tin đi, tôi không có lừa gạt ông đâu. Hôm nay chúng tôi nói quý vị, hôm nay quý vị về tu, chúng tôi không có lừa gạt quý vị. Chúng tôi không có một chút ý niệm gọi rằng là lợi dụng quý vị đâu. Nếu ví dụ chúng tôi có cái lợi dụng về vật chất hay là cái việc gì đó về công sức của quý vị, thì chúng tôi gọi là lanh mồm lẹ miệng, hoặc là nói gọi rằng là nịnh hót quý vị để mà lừa gạt quý vị. Mà chúng tôi đâu lừa gạt quý vị gì đâu. Về đây ai có tiền thì cúng, không có là thôi, cứ niệm Phật. Ai muốn cúng trai tăng thì cúng, không cúng thì thôi. Chúng tôi đâu có ép buộc đâu, không có lừa gạt quý vị một chút gì luôn á. Nói chân thành á, cái này nói chân thành từ đáy lòng. Phật Bồ Tát chắc chứng minh cái lời chúng tôi không lừa gạt quý vị gì hết. Mà chúng tôi không lừa gạt quý vị mà sao chúng tôi nói quý vị không nghe, không tin? Tin nghe mà sao không chịu làm? Do mình chưa để toàn tâm vô đó, chưa vì cái việc mình muốn thoát ly sanh tử, mình cứ muốn ở trong ta bà sanh tử, cứ muốn đọa lạc. Đáng đời, đừng có trách, đáng đời.
bao nhiêu năm trời, bao nhiêu đời kiếp khổ đau lang thang từ độ luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, nó cứ nằm ở trong lục đạo đó không thoát khỏi, từ trong ý niệm nó dắt đi. Bây giờ mình biết con đường rồi thì bây giờ mình bỏ cái chuyện đó đi, nó đã phàm phu từ xưa nay nhiều quá rồi, vô lượng đời kiếp, bây giờ bỏ nó đi. Bỏ bằng cách nào? Bỏ bằng cách là thay thế câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tụng kinh, đọc lời thánh hiền. Vui với việc này thì bảo đảm là con người này phải xuất trần. Nếu họ chưa có vãng sanh thì con người này cũng siêu quần bạc tỷ. Con người này có thể họ sống an vui trong cuộc sống. Tỳ ngộ nhi an, tỳ duyên bất biến. Họ sống tỳ duyên, con cái cần họ giúp thì họ giúp, không cần thôi họ tu. Còn mình là thường xía vào công việc con cái, thường ôm đờm, mình không biết chịu buông để mình tu. Phan duyên vô cùng phan duyên. Thế nói người tu sĩ của chúng tôi mà chưa có gọi rằng là đạo nghiệp mà chưa thành đó nghe, mà phan duyên thì coi chừng chướng ngại. Chướng ngại chứ không phải coi chừng chướng ngại. Cho nên cái câu của Tổ sư Ấn Quang, đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn. Tám loạn về tiền bạc của cải, vật chất tranh giành hơn thua, xây chùa chiền, đi giảng. Đi giảng cũng bị chướng ngại. Mỗi lần đi giảng phải suy nghĩ, như chiều hôm qua phải suy nghĩ, phải tính toán, phải lên giải quyết làm sao. Lẽ dĩ nhiên là thỉnh thoảng là được, hoặc giả là Tổ Ấn Quang là ngài kêu ngài không làm giảng sư rồi đó. Mỗi lần lên giảng là tổn khí, mỗi lần lên giảng là phải chuẩn bị sắp xếp trước, gián đoạn cái công phu. Thí dụ mình đắc đạo, có thể là mình gọi rằng đạo nghiệp thành, biết ngày giờ vãng sanh, hoặc là Bồ Tát tái lai thì không thành vấn đề, đúng không? Còn mình là phàm phu thì mình phải thủ. Thủ đó là mình phải nắm chắc cái con đường vãng sanh của mình. Còn cái người mà không muốn vãng sanh thì thôi khỏi phải bàn rồi. Không muốn ở đọa lạc ở trong cõi này thì không phải bàn. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói bạn không về cực lạc thì bạn đọa lạc đó. Không có đứng lưng chừng đâu, một là đi lên, hai là đi xuống đó. Làm người không phải dễ đâu. Tổ Ấn Quang nói làm người không phải dễ đâu đó. Tự lực của mình mà để mà tu được thập thiện, mà trung thiện, giữ được năm giới không sát sanh, trộm cắp tà dâm, nói láo uống rượu, mà tự lực bạn giữ để mà làm người lại thì ít như đất trong móng tay, mà đọa lạc nhiều như đất trong đại địa. Tổ Ấn Quang có dẫn chứng cái lời khai thị của Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu mà bạn mà muốn về Tây Phương Cực Lạc, bạn chân thật bạn niệm Phật, bạn nguyện vãng sanh thì Phật lực gia trì cho bạn, thì bạn về dễ dàng hơn làm người. Nghe đến đây giật mình, cái ủa sao lạ ta, sao lạ ta, làm người mà lại khó hơn về cực lạc ta. Thì cuối cùng ngài lý giải, anh kêu do làm người là tự lực bạn phải tích lũy thiện căn phước đức trung thiện để bạn làm người, còn về cực lạc là nhờ Phật lực gia trì khác hẳn một trời một vực. Cho nên hôm nay thực sự là chúng tôi tán thán một số quý Phật tử đã từ Hà Nội, Bến Tre, Trà Vinh, nhất là Phú Yên, gia đình của chú Phát, phát tâm cúng dường tịnh tài để cho quý Phật tử đi miễn phí. Phú Yên đang ngồi bên ngoài, về đây tu. Rồi Đại Đức Quảng Sơn, rồi Thầy Nhuận Khiêm, một số anh em huynh đệ về đây để mà cộng tu. Chúng tôi mong rằng những cái điều chúng tôi nói, những cái lời dạy của Tổ Ấn Quang trong văn sao lời thánh hiền, nên ghi tâm khắc cốt vào đó để mà thực hành, có lợi ích một đời thọ dụng không hết. Một đời thọ dụng không hết đâu, vì cái tâm mình nó đã cảm ngộ được cái lời dạy của thánh hiền và thực hành lời dạy thánh hiền, thì quý vị biết cái sức ảnh hưởng đó đối với gia đình, đối với quần chúng như thế nào không? Còn mình học mà mình không áp dụng thì giống như là con rắn mà nó uống nước nó trở thành nọc độc. Không áp dụng, không áp dụng, cho nên thành ra mình thấy lời Phật, lời Tổ coi như là không có tác dụng gì cả. Bởi vì phiền não nổi lên, mình vẫn là phàm phu, cho nên mình nghi ngờ, rồi mình sanh ra cái tâm gọi là phá hoại đạo pháp, cho nên thành ra rắn uống nước thành nọc độc. Kể phàm phu học Phật mà lại đọa nê lê, giống như rắn uống nước thành nọc độc. Còn người mà họ nghe được một cái điều đó, họ cảm ngộ được, họ áp dụng thực hành, mà khi áp dụng thực hành thì nghiệp tiêu trí rạng. Nghĩa là nghe câu niệm Phật, họ tin tưởng họ niệm thì nghiệp tiêu. Nghiệp tiêu là nghiệp sát trộm dâm dối tiêu. Thì khi mà nghiệp tiêu thì trí tuệ liền rạng mở. Mà trí tuệ rạng á, thì họ học Phật giống như bò uống nước thành sữa. Họ học Phật họ chứng niết bàn. Cái câu này của ông Tổ sâu cực kỳ. Muốn vậy không? Muốn vậy không? Là muốn giả dối rong chơi ở trong ta bà ngũ trường này. Coi lại đi, coi lại đi, giờ muốn gì? Hỏi lại Giác Ngàn, mày muốn cái gì? Mày muốn tham sân si mạn nghi, mày muốn tài sắc danh thực thì, rồi mày muốn là tạo những cái nghiệp xấu ác, rồi mày phải làm mất hết tất cả những cái công đức trong tâm, mày trở thành một con người hạ ngu bất tiếu hả? Mày muốn không? Hỏi nó vậy, hỏi nó vậy, hỏi nó vậy đó.
hay là mày muốn học lời thánh hiền, tin nhân quả, rồi dạy những người khác tin nhân quả để đời này niệm Phật là nhân vãng sanh, thành Phật là quả. Dắt nhà, mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi. Hỏi lại cho nó tỉnh ngộ chứ. Chỗ này hay, cái chỗ này hay. Tổ Ân Quang này hay nhắc nhở mình lắm. Mình là Bồ Tát rồi cũng phải coi như là phàm phu. Đừng có nói giọng như Bồ Tát. Cho nên hôm nay thực sự cái ngày của Hòa Thượng Tịnh Không mà 49 ngày chúng tôi cảm ngộ và tri ân đến cái ân đức của Ngài mà mỗi buổi tối 7 lần để mà niệm Phật trong 7 ngày mà Phật tử niệm hoan hỷ vô cùng. Đêm hôm qua rất hoan hỷ cho nên ai cũng hưởng ứng kêu rằng là sẽ niệm tiếp những thứ 7 về sau, mãi mãi về sau. Có phải cái sức gia trì của Ngài không? Nghĩ đến Ngài là có sức gia trì của Ngài, Bồ Tát mà. Nghĩ đến Phật là chắc chắn có sức gia trì của Phật. Nghĩ đến phàm phu tục tử là có. Ông già chế chủ nó tới nó gia trì cho coi, dắt đi nó làm điều ác cho coi. Có rõ hết trong cảnh giới này, đâu phải là con người không đâu. Không phải con người không đâu, mà có 10 cảnh giới trong đó. Từ địa ngục đến cảnh giới Phật, nghĩ cái cảnh giới nào là có cảnh giới đó xuất hiện. Lúc lâm chung mà coi như là nghĩ tham của cải vật chất, buồn bực gì đó là ngạ quỷ nó mang coi như là sừng rồi gươm giáo là tới nó dắt đi cho coi. Tâm mình chưa cảm cảnh giới mà, cảnh tùy tâm chuyển mà. Mà tâm nghĩ Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát cầm lọng, cầm một đài sen đến rước. Mà lúc lâm chung làm sao nghĩ được? Là do hàng ngày họ có nghĩ, họ có niệm, đúng không? Chứ giờ họ giờ nghĩ toàn là ba chuyện sằn bậy, toàn là cái chuyện mà nghĩ đến tiền tình, tiền mà coi như là chuyện của thế gian hơn thua đúng sai. Thì lúc lâm chung phải là quỷ đầu trâu mặt ngựa, nó cầm dao cầm gậy tới nó dắt đi. Lúc đó là không có thể nào trốn thoát, không có thể nào mà cản được á, đúng không? Coi lại đi, chỗ này là cái chỗ mà Văn Sao Ấn Tổ Ngài nói, đọc vào, đọc vào, đọc vào, đọc vào lời dạy của Thánh Hiền, bộ An Sĩ Tòng Thư, bộ sách tuyệt, tuyệt, Cảm Ứng Thiên, Thọ Khang Bảo Giám, đọc đi, đọc đi, đọc xem thử cái lời dạy của Thánh Hiền ra như thế nào. Rồi đọc Văn Sao, rồi nghe Văn Sao, an vui lắm. Người đọc Văn Sao, người đọc sách Thánh Hiền mới thấy niềm vui của cái việc đọc, rồi cái người niệm Phật mới thấy cái niềm vui của người niệm Phật. Những người trì chú, người niệm tụng kinh mỗi buổi sáng, như hôm qua chúng tôi về 10 giờ ngủ, tự nhiên 2 giờ bật người dậy, rồi 3 giờ vô tụng Phổ Môn, xong rồi niệm Phật lễ Phật, rồi niệm Quan Âm lễ Quan Âm, rồi trì thằng chú Đại Bi, an vui trong đó 3 tiếng nó qua cái vèo. Không phải chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi nói quý vị là mình phải tranh thủ từng chút như vậy để mình công phu, thì mình mới tích lũy được cái thiện căn phước đức nhân duyên. Chứ không phải là tu cái chuyện mà cởi rửa xem đèn mà lơ lơ là mà kêu cái chuyện mà để mà cho liễu sanh thoát tử là không có đâu, không có đâu. Mà còn cái thời này mà kêu là để mà phanh chân mà ngồi mà nhập định thì làm sao mà có được chuyện này. Đó, hồi tối nếu mà chúng ta toàn bộ chỉ ngồi thiền nha, hồi tối chỉ là ngồi thiền nha, là toàn bộ mỗi người chỉ phanh chân như vậy là từ 7-8 giờ tối, 6-7 giờ tối mãi cho đến bao lâu? Đến 12 giờ ngồi phanh chân ngồi nổi không? Hoặc im ru đi thiền hành làm nổi không? Cái chuyện này chúng ta không thể làm được. Vậy cho mình niệm Phật, rồi lễ Phật, rồi ngồi niệm Phật, rồi đi kinh hành, vậy mà lại đến sáng được. Công nhận Phật lực gia trì không? Coi đi, coi tự lực mình ngồi phanh chân được không? Không nổi, không nổi. Căn lành mình không thể làm được, căn lành mới yếu kém không làm được. Vậy mà vô niệm Phật đến sáng lại được. Thấy Phật lực gia trì không? Thấy căn lành mình có mình mới làm được, đúng không? Chứ không phải dễ đâu. Cho nên Tổ Ân Quang nói cái thời này nè, mà tìm cái người triệt ngộ tự tánh, mà đốn ngộ triệt ngộ ti bằng Phật, mà nhiều đời tập khí sau phải tìm tu. Mình tìm cái người đốn ngộ trong thời này tìm không ra. Nhưng ngài thiền thì triệt ngộ thiền sư là ngài đốn ngộ, là ngài triệt ngộ rồi đó. Mà khi ngài vừa triệt ngộ rồi, ngài thấy tiêu cho cái tư hoặc và kiến hoặc là tham sân si mạn nghi đó, ngài kêu nó khó, cực kỳ khó, phải vô lượng đời ức kiếp. Cho nên thành ra ngài triệt ngộ thiền sư, ngài mới chuyển sang tịnh độ liền. Và ngài nói là thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh niệm Phật, để ngài nguyện vãng sanh Tây Phương, trở thành tổ thứ 11 là ngài Tịnh Am đó. Triệt ngộ đó. Cho nên thành ra bọn phàm phu chúng ta mà triệt ngộ tự tánh thì chắc là không có cửa rồi đó, không có rồi. Nhưng mà ngộ về cái lý tịnh độ cũng không có mấy ai đâu. Cho nên thành ra họ đâu có ngộ, cho nên thành ra họ đọc làm gì đâu có, họ đọc sơ sơ. Mà cái người mà ngộ về cái lý tịnh độ rồi là họ không bỏ tịnh độ. Họ đọc để cho cái lý này nó rõ ra, để cho cái thực hành của họ nó không chướng ngại. Mà ngộ về cái lý tịnh độ đã là khó rồi, mà ngộ về tự tánh càng khó hơn. Ngộ về cái pháp hành như hồi tối hôm qua quý vị niệm Phật á,
Đơn giản vậy nha, cái pháp môn niệm Phật nó quá đơn giản cho nên pháp môn này khó tin và rất khó tin mà. Vì câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà tiêu tám ức kiếp trọng tội sinh tử. Làm gì mà câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật chỉ cho người ta mà bằng hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Mà tổ nói gì không có lừa gạt chúng ta đâu. Có đó, có đó. Đúng đó, không sai đâu. Nếu mà mình tin được như vậy đó thì công đức nó có liền. Tin được cái pháp hành này đã là khó rồi chứ không phải là dễ đâu. Cho nên chúng tôi nói thực sự nếu ai mà vào được trong văn sao, tin văn sao, ngộ được cái lý văn sao rồi, người tu tịnh độ này chắc như bắp không bỏ được. Bây giờ cái pháp trong văn sao là pháp hành. Hồi sáng chúng tôi nói với lại thầy Kim với thầy Quảng Sơn, cái pháp trong văn sao là tổ ông Quang, ông chứng vào cảnh giới đó rồi. Cho nên ông nói vào cái pháp hành này mà nếu mà ai mà tin được cái pháp hành này rồi á, thì người này không bỏ tịnh độ. Bởi vì khi họ tin bắt đầu là họ dùng liền. Lạ lắm, cái pháp hành của tổ sư Ấn Quang trong văn sao là khi mình nghe là mình muốn làm liền. Nghe là muốn niệm Phật, nghe ngài nói đến chuyện niệm Quan Âm là thích niệm Quan Âm. Thấy ngài trì đại bi là tự nhiên thích trì liền. Thì cái pháp hành này giúp cho mình không bỏ, không bỏ cuộc. Hay ngay chỗ này, đọc đi về đọc thử xem sao. Hôm nay nghe cảm ngộ. Nếu mà không cảm ngộ nữa thì thôi rồi. Loài súc sanh thì chịu thua. Bây giờ kêu nó vô đứng gần đây nói gì đi nữa này, nó vĩnh vĩnh tai rồi nó bỏ nó đi, không bao giờ nó nghe. May thay con người mình còn được cái hiểu biết, nghe được tiếng người. Súc sanh có tai mà nghe không tiếng người, nghe tiếng người nghe không được. Nó có miệng mà nó nói tiếng người nó nói không được. Nó nói không được. Bởi vì cái nghiệp nó quá xấu ác, nó nói sằng bậy cho nên bây giờ có miệng nói không được. Trong văn sao nói vậy. Nó có tai đó mà nó nghe mà cái tiếng gọi là nhơ nhiễm xấu ác cho nên có tai mà nó nghe cũng không được. Ghê chưa? Ghê chưa? Cho nên hôm nay chúng tôi nói cái ngày hôm nay là cái ngày mà chúng tôi nói là lâu lắm chúng tôi mới nói lại. Nói nhiều quá thì thực sự mà nói là cái sức chúng tôi không đủ để nói nhiều đâu. Giới thiệu sách, ông Hàng Vũ ông nói hướng dẫn người tu lâu dài chỉ có đưa sách Thiện Thư, đưa sách Thánh Hiền, đưa sách Phật Bồ Tát là hay nhất. Còn nói chỉ trong chốc lát họ nghe xong rồi họ sẽ tay này qua tay kia, họ không tiếp tục họ nghiên cứu, họ học hỏi, họ đọc thì họ không thể thành tựu được. Cho nên tổ sư Ấn Quang mỗi lần người ta gửi thư đến là tôi tặng cho ông một gói sách ngang Gia Ngôn Lục nè, An Sĩ Toàn Thư nè, Cảm Ứng Thiên nè, Thọ Khang Bảo Giám, tôi làm cho ông hai gói luôn ngang. Rồi khi mà ông nhận được rồi ông tặng cho những người đó. Hay hay cái chỗ là ai đến ngài cũng tặng sách Thánh Hiền về tu đi, đỡ tốn công sức mà hiệu quả cao. Còn đi giảng bằng cái miệng của mình nói cho họ nghe ngay bây giờ mà sau khi xong rồi họ không có giữ, cứ tiếp tục họ đọc kinh sách, họ không tiếp tục thì họ làm sao họ thành tựu được, uổng công mình quá. Hay ông Hàng Vũ này thực sự ổng là đặc độc đáo, và tổ sư Ấn Quang cũng vậy, đem sách Thiện Thư lưu truyền công đức vô lượng. Họ để đó, nếu mà họ không đọc về sau huynh đệ họ đọc. Cho nên mỗi lần trai tăng thì chúng tôi thích cúng dường pháp bảo chung với là vật phẩm ở dưới Đại Ninh, mà cúng dường 500 vị có văn sao trong đó. Chỉ còn 5 vị thôi, 5 vị thôi họ chịu đọc thôi thì tuyệt, tuyệt. Xung quanh 5 vị đó thì biết bao nhiêu người được ảnh hưởng không? Ra Đà Nẵng cũng cúng được hơn 100 vị, xuống Phú Yên hơn 40 vị. Đi đâu chúng tôi cũng nghĩ đến cái việc cúng dường pháp bảo. Mà khi nghĩ đến cái việc cúng dường này thì có cái công đức phát sanh trí tuệ. Nó đặc biệt cái chỗ này. Cho nên hôm nay mong chư tăng hôm nay có mặt ngồi thọ dụng được cái vật phẩm nhân ngày lễ của Hòa Thượng Tịnh Không 49 ngày. Âu đây cũng là cái duyên quý vị có mặt ở đây. Có duyên thù thắng lắm đấy. Chứ không phải tự nhiên đến được đâu. Rồi ra phòng kinh sách bắt đầu lấy một số sách về xem thử sao. Xem sách thử coi. Văn sao tổ sư Ấn Quang Tinh Hoa Lục. Rồi xem thử coi là Thọ Khang Bảo Giám nói cái gì. Giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn về dục lạc. Coi có đúng không? Đúng chứ. Sách Thánh Hiền lưu truyền mấy ngàn năm nay mà. Không bỏ. Không bỏ. Thì lợi ích. Lợi ích rất lớn nhân cái ngày được về Pháp hội. Hồi tối chúng tôi nói câu chuyện. Con voi mà súc sanh mà nó gần cái lò mổ, người ta ném cái người mà bị mà tội ác mà đáng chết vô thì nó dập đạp chết ngay tức cái khắc liền. Nhưng mà đưa nó đến gần chùa cái bắt đầu là nó gì, nó hiền ra, nó nghe tiếng kinh tiếng kệ hiền, đem cái người mà sát nhân đó, người ác đó mà người đáng chết liền vô cái nó không đạp nữa, nó không giết nữa. Còn mình là người gì, mặc đầu tròn áo vuông là có duyên với Phật pháp lắm đấy chứ. Rồi đứng được nghe ngồi trong tâm bảo, được mặc áo của Phật tử ha, rồi được ngồi trong cái trai đường của tâm bảo,
thì chẳng lẽ mình không bằng súc sanh, chẳng lẽ không bằng con voi. Công nhận ăn sĩ toàn thư hay thiệt, ông kiếm ra được những mấu chuyện hay thiệt. Căn lành mình sâu dày lắm, mình mới bước vào được trong này chứ, không có là chướng ngại ngay, làm dễ gì vô được, đúng không? Vậy mà mình vô đây rồi, cuối cùng lên núi báu lại về hai tay không. Lên núi báu về hai tay không. Tới nơi này mà không gặp được sách thánh hiền, nghe tay này lọt tay kia, quá ổn. Hôm nay thực sự chúng tôi cung kính quý vị lắm, chứ không phải chúng tôi nớ lớn tiếng ra oai đâu, không phải. Không phải ra oai đâu, mà thấy lời thánh hiền giúp cho mình được chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, để đời này liễu sanh thoát tử. Chúng tôi cảm ngộ được chuyện này, cho nên chúng tôi mong mọi người được như vậy, chứ không phải là ra oai đâu. Không phải ra oai đâu. Nửa tiếng đồng hồ, buổi nói hôm nay là cô động, lâu lắm mới nói lại nghe. Ra chùa của thầy Lợi xong là chấm dứt, không đi đâu nữa. Ra chỉ hướng dẫn khó tu là chính, chứ không phải giảng nữa đâu. Ra chùa thầy Lợi xong là chấm dứt, đừng mời nữa, không đi nữa đâu. Do chúng tôi đạo nghiệp chưa thành, đi nó tán loạn, về nó mệt mỏi, mỗi lần về cả tuần lễ mới lấy lại được công phu, đảo lộn hết cái sự sinh hoạt luôn. Xong cái lễ hòa thượng là 49 ngày là chúng tôi là nghĩ là hạ cánh xong. Thế mà cũng bị vướng vào một cái việc đó thì thôi, cũng tùy duyên, không có thể tùy duyên nhiều được nữa đâu. Mỗi lần đi là thầy Minh thầy đi theo, mấy thầy đi theo, về mệt mỏi vô cùng. Chỉ một người niệm Phật, chỉ cho người đó niệm Phật mà họ đầy đủ tính hạnh nguyện thì bằng cúng dường bảy báu suốt trăm năm mà. Cho nên cái đạo tràng của tổ sư Ấn Quang không có đông, có 20 người à. Vậy mà giảng sanh thành Phật có 20 người. Coi chừng mình đông quá mấy cái người không tu họ vô họ phá mấy cái người tu á, họ làm loạn ở trong đó đó. Thì thôi, giờ hôm nay thì thực sự nhân cái ngày lễ mới quy bỏ ra cũng khá nhiều công sức, khá nhiều thời gian, khá nhiều là tiền bạc sắm sửa trai duyên, rồi cúng dường tam bảo. Cho nên chúng tôi bằng tấm lòng chân tình cung kính để mà chia sẻ quý vị những cái lời mà bằng tận đáy lòng. Chúng tôi không nói nhiều nữa đâu, để quý vị chúng ta cố gắng mình nắm tay nhau mình tu để vãng sanh. Bây giờ hỏi lại đi, hỏi lại đi, ai biết ngày giờ vãng sanh chưa? Bản thân chúng tôi cũng chưa, đúng không? Chưa thì bây giờ mình phải làm cái việc quan trọng này, phải cho biết chứ, phải tích lũy chứ, đúng không? Biết cái gì quan trọng mình lo mình làm. Rồi thôi, hôm nay thì chúng tôi xin nói đến đây, giờ chúng tôi ngưng lại và đại chúng cũng qua đường. Cung thỉnh đại chúng cư bác cúng dường thanh tịnh pháp tăng thì lo giá na phần là viên mạng báo tăng lo xá na phần là thiền ba ơn hóa tăng thính ca mâu ni phật a đường lai hạ sanh di lạc tôn phật thế giới a di đà phật a tập phương tam thế nhân thiết chư phật a đại trí văn thù sư lợi bồ tát a đại hạnh phổ hiền bồ tát a đại bi bồ tát a chư tôn bồ tát ma tát a ma bát a nhã ba la mật a tam đức a lùng vị a cung phật cập tăng a pháp giới hữu tình nhân vương thân thầy a đương nguyện chúng sanh a thuyền diệt quý thân a pháp hỷ sung mã màng thỉnh sư phụ xuất sanh. Nam mô Ta Phật Ra Ta Nga Ra Phật Lô Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng A Nam mô Ta Phật Ra Ta Nga Ra Phật Lô Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Ta Nga Ra Phật Lô Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Hồng A Nam mô Tô Rô Bà Gia Ra Ta Nga Na Gia Ra Địa Ta Án Tô Rô Bác Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô Ta Bà Nam mô Tô Rô Bà Gia Ra Ta Nga Na Gia Ra Địa Ta ra do ra ba ra do ra ta ba nam mô do ra ba ya ra ta nga ra ya ra re ta do ra do ra ba ra do ra ba ra do ra ta ba nga nga nam tam ba ba vi nhật ra hồng tam ba ba vi nhật ra hồng nga nga nam tam ba ba vi nhật ra hồng
Đại bàn kim si điều khoan giả quỳ thần chúng lá sát quỳ từ màu cam lồ tấn súng màng án mùng đề tòa 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 phần chế chúng tăng thượng toàn ngũ quán tăng tam tam thoại tình thì nán tiêu đại chúng văn khánh thánh căn chánh niệm nam mô a di đà phật tam bạc ra già già tam bạc ra già già tam bạc ra già già bạc ra già già tam bạc ra già già tam bạc ra già già tam bạc ra già già chúng tăng khi ăn đọc bài chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí tòa thiên nhân cúng án chỉ rị phải nhật ra hồng phán ra án chỉ rị phải nhật ra hồng phán ra án chỉ rị phải nhật ra hồng phán ra chúng tăng khi ăn nguyện tâm đề ngộ quán nguyện đoạn nhất thiết ác nguyện tu nhất thiết thiện thề độ nhất thiết chúng sanh ngộ quán thứ nhất con xin biết ơn người đã phát tâm cúng dường sửa soạn những thức ăn này thứ hai con nguyện nỗ lực tu học trau dồi giới hạnh để xứng đáng thọ dụng thức ăn này thứ ba trong khi ăn con nguyện từ bỏ lòng tham dục tham ăn thứ tư con quán chiếu những thức ăn này như những vị thuốc để cho thân thể con khỏi bệnh tật thứ năm con nuôi dưỡng chánh niệm để chỉ vì thành tựu đạo nghiệp giải thoát giác ngộ con thọ dụng những thức ăn này phương tiện trên phương tiện chúng con cùng thỉnh chư tôn đức đọc bài kiết trai hồi hướng khế thù quê tô tăng đế đầu diện đành lệ tăng cấu chi kiếm sơn tăng đại trường đề di nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tát đa nam tam miêu tam bồ đề nam đa đề tăng chiên lệ chủ lệ trường đề ta ba nam mô tát đa nam tam miêu tam bồ đề cố chi nam đa đề tăng chiết lệ chủ lệ chừng đệ ta bà nam mô tát đa nam bồ đề cố di nam đa đề tăng chiết lệ chủ lệ chừng đệ ta bà sở vị bồ tê gia tăng anh kỳ lợi ích nhường vị nhà bồ tê hào tăng đang an lành vì ngật đưa nguyện chúng sanh sở tác giai biển cổ chế phật pháp nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn độ sư a di đà phật liên tòa chứng minh nam mô hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca văn phật chứng minh nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cổ nàng linh cảm ứng quan thế âm bồ tát tác đại chứng minh nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát tác đại chứng minh phục nguyện thường chúc phật nhật tăng hay pháp luân thường chuyển phong điều vụ thuận quân thời dân an thiên hà thái bình chúng sinh an lạc đệ tử chúng con nguyện đem công đức cúng dường trai tăng nguyện đem công đức phóng sanh nguyện đem công đức in kinh này hồi hướng cho lão ân sư hòa thượng thường tịnh hạ không đa vãng sanh tây phương cực lạc thường phẩm thượng sanh hồi hướng đặng đặng chư vị hương linh cụ huyền thân tổ thập nhị loại cô hồn ngà quỳ hạ sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị đặng đặng chư vị hương linh thai nhi cùng chư vị hương linh có nhân duyên với chúng con thừa tư công đức này mà tốc xả mê đồ siêu sanh tây vương cực lạc nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho chư vị phật tử hiện diện hôm nay phát tâm cúng dường trai tăng cũng như chư vị phật tử về đây cộng tu một ngày quý Phật tử đang online trực tiếp trên toàn thế giới và toàn thể tất cả chúng sanh thừa tư công đức này mà thân tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ. Căn lành tăng trưởng phước huệ song tu tự giác giác tha giác hạnh viên mãn phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành.
Đàn na tinh thấy tăng ích phước điền ẩm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tinh dữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni thủ trai. A Di Đà. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ hoặc Máy Niệm Phật Đeo Cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74 chỉ nghe mấy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.